Xin cảm ơn quý khán giả vẫn đang dự hệ thống mạng tường VNTV và vẫn đang xem chương trình Điểm Tin của buổi sáng ngày thứ tư. Và chương trình này cũng hân hạnh được bảo trợ bởi tiệm vàng Miley với các loại vàng bạc nữ trang và trang sức và những shipping đến tận nhà quý vị với các loại thẻ Visa Mastercard. Xin hãy đón xem chương trình live show trực tiếp của Miley trên hệ thống mạng tường VNTV cũng như là trên kênh YouTube Miley Diamond Show vào mỗi thứ ba hàng tuần từ 1 giờ cho đến 3 giờ trưa để chọn lựa ra những sản phẩm mà quý vị yêu thích. Xin kính mời. Chúng tôi xin phép quay trở lại phần điểm tin. Và bản tin mà chúng tôi mới cập nhật cho thấy rằng là Ukraine hiện tại đã bắt được một cái nhà lãnh đạo đối lập và người này rất là thân cận với lại Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thì cái người bị bắt là một nhà lãnh đạo đối lập của Ukraine là ông Viktor Medvedchuk. Thì cái thông tin này cũng đã được giám đốc của SBU đã loan báo trên cái trang là Telegram sau khi mà Tổng thống Zelensky đã cho đăng lên mạng xã hội một cái hình ảnh là ông Medvedchuk này đã bị còng tay ngồi trên ghế và mặc những cái quân phục có gắn lá cờ của Ukraine. Và theo như là lời nói thì có thấy rằng là ông có thể là chính khách thân với Nga và làm việc cho Nga rất là lâu năm và có thể trốn tránh được công lý, nhưng mà thậm chí ông có thể mặc cả quân phục của Ukraine để có thể mà lẫn vào trong đây. Như vậy thì có thể giúp ông thoát khỏi bị sự trừng phạt hay không? Gông cùm đang chờ ông và những kẻ phản bội Ukraine. Thì trước đó thì chúng tôi cũng đã có cập nhật tin cho quý khán giả thấy rằng là Tổng thống Zelensky nói rằng là đã có một số người đã phản gián ở trong đó và cũng đã có ra những cái biện pháp để mà trừng trị. Và cái thông báo này cũng cho biết rằng cái đặc vụ của Ukraine đã thực hiện chiến dịch đặc biệt và nguy hiểm để mà bắt ông, nhưng mà chưa có nêu ra những cái chi tiết rõ như thế nào. Hiện tại thì ông Medvedchuk là một nhà lãnh đạo của diễn đàn đối lập Vì Cuộc Sống. Đây là một trong những cái đảng đối lập lớn nhất của Tổng thống Zelensky. Và ông đã bị bắt và bị quản thúc tại nhà trước khi mà Nga là cho xâm lăng vào Ukraine. Và sau đó biến mất khi mà cuộc chiến tranh đã nổ ra. Thì vào năm ngoái thì Ukraine cũng đã xét xử ông về cái tội phản quốc, nhưng mà ông đã lên tiếng phủ nhận về cái tội này. Thì tháng trước thì Tổng thống Zelensky là thông báo rằng cái đảng đối lập của ông cũng như là vài đảng nhỏ hơn có quan hệ với Nga hiện tại đang bị đình chỉ hoạt động. Và cái vấn đề ông thân với Nga thì cũng đúng thôi, tại vì Tổng thống Nga Vladimir Putin hiện tại là cha đỡ đầu cho con gái út của ông Medvedchuk này. Chính vì vậy mà có một cái sự phản gián ở trong đây. Thì chúng tôi sẽ theo dõi và tiếp tục cập nhật về ông này cho quý vị được rõ. Thưa quý vị, trước đây thì Tổng thống Biden có nói là có trả lời một cái người phóng viên hỏi là ông có nghĩ rằng là Putin là một kẻ giết chồng không, thì ông trả lời nó không. Ở đấy là tội phạm chiến tranh, là war crime. Nhưng mà sau này thì với những bằng chứng hiển nhiên mà đã đưa ra trong mấy ngày hôm nay thì là một lần nữa thì trong ngày hôm qua đó là Biden đã tuyên bố là Putin là kẻ giết chồng, genocide. Tại vì tất cả những hành vi của Putin và lính Putin trong những ngày qua phải nói là vô cùng tàn bạo và không cần biết nhắm vào lính hay là dân thường mà chỉ giết là giết thôi. Tất cả những người dân bị giết, bị sư tử đều là những kẻ bị trói tay và bị hành hạ, bị tra tấn. Xong rồi bị vùi lấp dưới những hố đất, có khi lòi tay, lòi chân, lòi đầu lên. Trông rất là gùng rợn. Thưa quý vị, những cái tội ác này thì Biden mới tuyên bố một cách rõ ràng đó là tội diệt chủng. Và chúng ta biết là một quốc gia, mà một thể chế mà bị mang tội diệt chủng thì kẻ đó và quốc gia đó phải đưa ra tòa án quân hình sự quốc tế, thưa quý vị, và có thể bị xử tử, thưa quý vị. Đây là một cái nỗ lực mới của Biden để chống lại cuộc xâm lăng vô nhân đạo của Putin ở đất nước của Ukraine, thưa quý vị. Dạ, và một cái bản tin khác mà chúng tôi cập nhật cho quý khán giả hiện thấy rằng là Ukraine cũng đã tịch thu là khoảng 10 tàu Nga tại cảng của Odessa. Thì cái cục điều tra của quốc gia Ukraine đã thông báo rằng là tịch thu 10 cái tàu Nga đang được bảo dưỡng tại cảng Odessa. Thì theo cơ quan của cục cảnh sát điều tra thì cho biết rằng là họ tiếp tục để phát hiện ra cũng như là quốc hữu hóa những cái tài sản của Nga này. Thì coi như là lực lượng biên phòng đã ngăn 8 tàu chở hàng và 2 tàu chở dầu của Nga đang được bảo dưỡng tại cảng Odessa để bắt đầu rời khỏi đất nước Ukraine. Và những tàu này có liên quan đến những cái hoạt động hậu cần của Nga trên biển Đen cũng như là trên sông Đa nước. Thì Tổng thống Zelensky trước đó là ngày 10 tháng 3 đã ký một cái đạo luật là cho phép giới chức của Ukraine được tịch thu tất cả những tài sản thuộc về Nga và những cái thực thể của Nga. Thì vào ngày 1 tháng 4 thì Quốc hội của Ukraine đã thông qua cái luật sửa đổi này, trong đó sẽ mở rộng thẩm quyền để mà tịch thu tài sản bị quốc hữu hóa, gồm như là những cái tài sản của những người công nhân người Nga cũng như là những cá nhân có liên lạc với Nga.
Và Thủ tướng Ukraine trước đó cũng đã tuyên bố tất cả những các tài sản của Nga sẽ được quốc hữu hóa tại đất nước Ukraine. Thì cái vấn đề mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố rằng là không còn một cái sự lựa chọn nào khác để có thể thực hiện một cái quyết định đúng đắn hơn là mở một cái cuộc xâm lăng vào đất nước Ukraine để đạt được cái mục tiêu của ông, gọi là một trong những cái mục tiêu cao cả của ông như vậy. Và ông cũng lên tiếng khẳng định rằng là cái này gọi là giao tranh thôi chứ không phải là một cái cuộc xâm lăng. Với những cái thế lực mà đã chống lại Nga ở Ukraine là không thể nào tránh khỏi cái chuyện này. Thì Tổng thống Nga nói rằng là cái mục tiêu chính của Moscow khi mà mở cái cuộc xâm lăng này là để cứu cho những người dân ở vùng Donbass ở miền đông Ukraine, là nơi đây thì cơ quân ly khai của Nga hậu thuẫn cho chiến đấu với quân đội của Ukraine kể từ năm 2014 cho tới bây giờ. Thì chúng tôi sẽ theo dõi và tập tường cập nhật tiếp cho quý vị. Thế vậy có hai tin ngắn về Nga và Ukraine. Thì cái tin thứ nhất đó là White House mới chuẩn bị để viện trợ thêm 750 triệu nữa cho cái quân đội của Ukraine. 750 triệu chúng ta biết trước đây là một cái hàng ngày có khi là 700, có khi là 300, 400, 500 triệu. Cho tới giờ này không biết là tổng số cái tiền mà Hoa Kỳ trợ giúp cho Ukraine là bao nhiêu. Nhưng mà nói thật là nếu mà không có Hoa Kỳ giúp thì có lẽ giờ này Ukraine đã đầu hàng rồi. À, vì với những vũ khí tối tân của Mỹ mà cho Ukraine không phải là cái thứ bình thường và có thể tiêu diệt không những mà là quân xa, thiết giáp và tiêu diệt cả máy bay trực thăng và máy bay phản lực luôn. Thì bây giờ thêm 700 đồng hiệu này cho quân đội Ukraine thì chắc chắn là sẽ tăng sức mạnh của Ukraine và làm cho Putin phải nuốt hận và phải quay về quê hương của hắn, và nhiều khi cũng bị sự tử treo cổ hoặc bị dân chúng cái đảo tránh lật lên. Và thứ hai nữa là một cái tin rất là ngắn là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên tiếng phản đối cái vụ mà Nga đã bắt giữ cái người mà người đối lập đó. Cái ông này thì trước đây chúng ta đã biết ông Khaja Musra đó, trước đây đã bị đầu độc và xong đó rồi may được cứu sống, ông ta trở về nước. Bây giờ lại bị bắt nữa. Thành ra bây giờ nước Mỹ đang không biết can thiệp, nhưng mà phải nói là tìm mọi cách để giống lên tiếng nói và chống lại cái việc bắt rỡ bằng cái người đối lập của mình như thế này. Tại vì Hoa Kỳ rằng là mọi người có quyền tự do ăn nói, không có thể nào bắt những người tự do ăn nói được vào tù, cũng như là bắt những người khác phải theo cái quan điểm của mình là độc tài và đảng trị, thưa quý vị. Và bằng tin khác thì cho thấy rằng là Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông đã lên tiếng, ông nói rằng là cái cuộc đàm phán với đất nước Ukraine đã đi vào cái ngõ cụt, và đồng thời tuyên bố rằng là Nga vẫn sẽ tiếp tục tấn công. Và ông nói rằng là cái vấn đề mà bế tắc khi mà diễn ra cái cuộc đàm phán với Ukraine, về cái vấn đề mà Ukraine đã bịa đặt về tội ác chiến tranh đối với nước Nga, cũng như là đòi bảo đảm thêm về cái vấn đề an ninh, thì ông nói rằng chúng tôi hoàn toàn đi vào ngõ cụt, không còn một cái tiếng nói nào chung hết. Trong cái chuyến thăm mà ông đã nói ở phía miền đông của nước Nga, và ông cũng đã lên tiếng rằng là Nga sẽ tiếp tục cái vấn đề xâm lăng để bảo vệ những người nói tiếng Nga tại miền đông của Ukraine. Thì hiện tại chúng ta thấy rằng trong suốt những ngày qua đã không có những cái tin tức gì về Nga giữa và Ukraine trong cái vấn đề đàm phán đạt được một cái tiến bộ nào, khi mà Ukraine đã lên tiếng rằng là lính Nga cũng đã sát hại những cái dân thường dân ở tại thành phố Bucha cũng như là một số thị trấn khác ở miền bắc của Ukraine. Và các nước phương Tây cũng đã lên tiếng kêu gọi quốc tế nên điều tra về cái vấn đề dân thường thiệt hại đã diễn ra ở những thị trấn này. Và Tổng thống Putin thì ông đã gọi rằng cái cuộc thảm sát Bucha là một cái sự bịa đặt và là một cái nội nói dối về chính phủ của Tổng thống đã dùng cái vũ khí như vậy, giống như là Ukraine đặt điều cho đất nước Nga thôi. Và Nga-Ukraine tiếp tục đàm phán qua cái video trực tuyến online sau lần gặp nhau trực tiếp ở cái Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 29 tháng 3 vừa rồi. Nhưng mà chưa vẫn có cái thông tin chính xác là hai bên có đàm phán, nhưng mà Ukraine cũng là lên tiếng là tố Nga đã phá hoại cái tiến trình thương thuyết như vậy. Và ông theo như là nhà thương thuyết của Ukraine là ông Mikhailo Poroyev, ông nói rằng là đàm phán đang gặp những cái sự khó khăn rất là kinh khủng, và Nga vẫn giữ cái cách truyền thống của họ là công khai gây sức ép trong cái lúc đàm phán này. Và Tổng thống Putin cũng đã lên tiếng tuyên bố nếu không có thỏa thuận hòa bình thì ông vẫn gọi đây là một trong những cái chiến dịch quân sự sẽ tiếp tục cho đến khi hoàn tất và đạt được những nhiệm vụ được đặt ra từ cái đầu chiến dịch này. Và ông nói rằng là cái vấn đề mà ông đưa quân qua cái chiến sự ở Ukraine là không thể tránh khỏi do Kiev có quan hệ thân mật với phương Tây. Nhưng mà ban đầu thì Nga nói đây là một trong những cái cuộc tấn công để nhằm phi quân sự hóa và phát xít hóa đất nước Ukraine.
Nhưng mà bây giờ ông đổi qua, ông nói cái mục tiêu chính là phải hỗ trợ cho những người dân nói tiếng Nga tại miền đông của Ukraine. Thì coi như là cái ý tưởng của ông sẽ thay đổi xoành xoạch như vậy, thì không biết là sự việc như thế nào đây. Thì chúng tôi sẽ theo dõi và cập nhật cho quý vị. Thưa quý vị, trở lại tin Hoa Kỳ đi. Chúng ta biết rằng là trong thời gian vừa qua giá tăng cao và vật giá cũng nó tăng rất là nhiều. Nó đi nhiều và đi chợ buồn bầu, đi vào chợ rồi chẳng mua được cái gì, xong rồi trở về tay không, thả nhịn đói. Thế thì đó là một cái điều rất là đau lòng cho dân Mỹ, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam, mà đi chợ thấy giá tăng lên chóng mặt người ta sợ. Nhưng bây giờ thì chính thức là một cái cơ quan mà thống kê cho biết rằng là cái sự mà kêu là cái sự lạm phát đó tăng lên tới 8.5 ở trong tháng 3. Trước đây chỉ có cao lắm là 7.9, mà bây giờ lên 8.5, tức là cái lạm phát lên rất là cao, đến cái mức độ mà gần 10%, rất là kinh khủng lắm thưa quý vị. Thì giờ chính phủ đang lo làm sao giải quyết cái vụ lạm phát này bằng cách là thứ nhất là xả những cái hàng tỷ tỷ thùng phi ra ngoài để cho dân chúng xài, để cho tránh cái nạn mà giá tăng tăng giá xăng tăng thì tất cả mọi thứ đều tăng. Do đó thì Biden đã lệnh là xả tất cả nhiều cái dầu dự trữ, lại có thể nào có số người chống đối chứ phải không. Nhưng mà ông đã ra lệnh như thế vậy, chắc chắn là làm như vậy để nếu mà không giảm được cái sự lạm phát cao lên đó, thì nhất cũng giữ được cái mức tại chỗ. Tại chỗ này thì thường thường là chúng ta chắc lại là lạm phát là 7.9 là cao, mà bây giờ tới 8.5 thì là phải nói là cao hơn bình thường đó. Do đó thì Biden đang cố gắng tìm mọi pháp để phương pháp để có thể giảm cái lạm suất xuống. Dạ, và chúng tôi quay qua bản tin của Hoa Kỳ thì mới đây có một cái Hoa Kỳ cũng nói rằng là họ phải rút bớt nhân viên ở tòa lãnh sự khỏi Thượng Hải do mà cái vấn đề COVID-19 đã bùng phát tại đây rất là kinh khủng, khi mà những nhân viên ở đây thì không có cần thiết. Thì những người dân ở thành phố Thượng Hải này hiện tại cũng đã bắt đầu vào cái lệnh phong tỏa khi không được phép ra khỏi nhà trong suốt 3 tuần rồi. Khi mà Trung Quốc đưa ra một cái chiến lược gọi là Zero Covid để kiểm soát các ổ dịch bằng cách là cách ly rất là nghiêm ngặt, cũng như ra cái những cái biện pháp xét nghiệm. Và những cái gia đình họ cũng đã than phiền rất là nhiều về cái tình trạng khan hiếm thức ăn và nhu yếu phẩm hàng ngày không có đủ cung cấp cho họ. Và với những người nào mà có bị kết quả dương tính thì phải vào trung tâm cách ly thì rất là nguy hiểm. Nói là đây là rất là đông đúc cũng như là vệ sinh rất là kém. Tuần trước thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã kêu gọi là nhân viên chính phủ phải nên rời khỏi thành phố. Nhưng mà cho đến ngày 11 tháng 4 vừa rồi thì nhân viên cũng đã không có cần thiết để ở lại tòa lãnh sự của Thượng Hải nữa. Và những gia đình của những người nhân viên này cũng đã được dời đi ngay lập tức và vẫn sẽ tiếp tục những cái ca công việc làm tại chỗ. Thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra hàng loạt các khuyến cáo cho những người dân Hoa Kỳ tại thành phố Thượng Hải, như là phải đảm bảo có đủ nguồn cung cấp về thuốc men, thực phẩm và những cái nhu yếu phẩm khác trong cái tình trạng mà cái bị kiểm dịch mà một cách rất là đột ngột như vậy. Thì đây là một trong những cái tin thì chúng ta thấy rằng là hiện tại nếu mà rút những người nhân viên về đây thì sẽ bảo đảm tính mạng an toàn cho những người dân Hoa Kỳ sẽ tốt hơn là ở tại thành phố Thượng Hải do cái vấn đề Covid tăng cao. Một lần nữa thì chúng tôi xin kính mời quý khán giả hiện giữ hệ thống bằng tầng VNTV và đến với một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho đài. Chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại phần điểm tin. Xin cảm ơn.